Dạ vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn là hai mẫu máy đùn 52, đùn xương, đùn thịt, siết mỡ, siết gân do bên em đang phân phối trên thị trường hiện nay. Thì đối với dòng những dòng sản phẩm rất là lớn này, thường nó sẽ chỉ sử dụng nguyên liệu chính tạo nên chiếc cối, đó chính là gang được đúc rất là dày, rất chắc chắn. Và một mình cái cối này nó sẽ nặng chừng khoảng 30 cân, phù hợp cho các hộ gia đình chăn nuôi chúng ta sử dụng đùn thịt với công suất lớn, hay chúng ta đùn cá ở trong chăn nuôi, hay đùn gà cả con rất là tốt. Thậm chí chúng ta có thể đùn xương lợn rất tốt với cái chiếc máy này. Thì chiếc máy 52 này bên em hiện tại đang sử dụng điện là điện một pha gia đình, motor là motor 3,5 kW của điện cơ toàn phát, đó, motor hàng xuất các bác nhé. Chỉ mình cái motor này thôi nó cũng nặng 34 kg. Đấy, chúng ta phải sử dụng motor của hàng xuất này nó mới đảm bảo được cái năng suất cũng như là độ khỏe để chúng ta có thể đùn chiếc cối 52 nhé. Các bác đừng nghe những cái bên họ tư vấn là chỉ sử dụng motor khoảng 3 kg hay là 3,5 kg hàng gọi hàng quả nhôm hàng thường nhé. Đùn được cái đó chúng ta sẽ chỉ đùn thịt thôi, chứ đùn xương cho vào nó tắc ngay, không thể đùn được. Đó, nên chúng ta bắt buộc phải dùng motor là motor loại tốt, hoặc là chúng ta sẽ phải sử dụng những motor kiểu như là 1,5 HP của Đài Loan ấy, hay của Toàn Phát cũng có loại 1,5 HP vỏ gang, nó nặng 40 cân. Thì bên em có hai cái dòng cối 52, cối tròn và cối vuông. Thì đối với dòng cối vuông, ưu điểm lớn nhất của nó chính là cái miệng rộng hơn, cũng như là cái trục xoắn nó được mạ inox cũng như đánh bóng sạch sẽ, chúng ta sẽ đùn các nguyên liệu mềm rất là nhanh. Đó, chúng ta có thể đùn các nguyên liệu như là ớt này, hay chúng ta có thể xiết mỡ này thì cực kỳ nhanh. Con này mà chúng ta đùn ớt hay xiết mỡ thì các bác sẽ không thể bón kịp được vì năng suất nó quá cao, cũng như là chiếc máy này đùn cái đấy quá nhẹ, nó không có tác dụng lực gì nhiều lên motor, thành ra motor chạy cả 1-2 tiếng cũng chả ảnh hưởng gì, không nóng niếc gì luôn. Đấy, tuy nhiên là đối với dòng to như là con cá khoảng 1,5 cân ạ, mà chúng ta cho vào cái cối vuông này thì khi nhét vào nó sẽ đẩy vào ria thành, vì là cái miệng nó quá rộng nó sẽ dẫn đến tình trạng tắc, cho nên là đối với những cái nguyên liệu quá to với con này chúng ta sẽ phải băm ra, và con này thì chúng ta nhẹ sẽ thả từ từ vào, vì cái dòng cối tròn này nó sẽ thả vào chính tâm của cái trục, cho nên nó ăn nguyên liệu sẽ tốt hơn, ăn những nguyên liệu cứng, nguyên liệu to sẽ tốt hơn so với con này, năng suất của thì con này sẽ cao hơn. Với chiếc motor 1400 vòng một phút là cái điều kiện tiên quyết để sử dụng những chiếc cối đùn, đấy là cái mà điều mà em chắc chắn luôn. Các bác mà sử dụng motor 2900 vòng thì chúng ta phải nhân đôi bu lì lên thì nó phải lên đến tầm khoảng 60, rất là to không làm được. Vì vậy các bác lưu ý là chúng ta sử dụng motor cho nó đi mua ấy, chúng ta lưu ý về cái tốc độ, và khi mà dùng chiếc máy đùn các bác sẽ phải đổi chiều motor vì cái ruột xoắn, cái thiết kế ruột xoắn nó khác. Đó, máy nghiền nó khác nhá, máy đùn thì nó ruột xoắn nó sẽ thiết kế quay ngược, thành ra motor nó cũng sẽ phải quay sang bên trái thì nó mới đúng cái chiều của cái chiếc máy đùn. Về phần phụ tùng của chiếc máy đùn thì bên em sẽ bán đầy đủ các mặt sàng hay con dao. Thì mặt sàng nó sẽ có mặt sàng 4 ly, 8 ly, 10 ly và 12 ly. Mặt sàng 4 ly phù hợp để các bác đùn các loại vật liệu như là chúng ta đùn cá, hay là chúng ta đùn những cái vật liệu nhỏ, chúng ta cần nhỏ cho gà con ăn hay gì đó, chúng ta sẽ đùn sàng 4 ly. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng sàng 4 ly để chúng ta đùn thì các bác lưu ý một điều đặc biệt là chúng ta sẽ phải đùn qua bằng những sàng lớn hơn như sàng 8, sàng 10. Sau đó chúng ta mới lấy nguyên liệu đó đùn lên sàng 4 ly. Thì đùn một phát từ con gà, con cá ra sàng 4 ly cho vào cái tắc ngay nhé, không thể đùn được. Thì ngoài mặt sàn thì bên em có bán cả con dao luôn. Thì đây có hai con dao 52 đây, mã hiệu rất đầy đủ đây, gang đúc 100% cứng, đảm bảo chúng ta có thể đùn tốt các loại xương nhé. Ở đây thì cân nặng của hai chiếc máy này thì nó rơi vào 76 kg, rất là nặng. Và bên em có bán, nếu mà chúng ta mua cả bộ chúng ta sẽ được bảo hành chính hãng động cơ của điện cơ Toàn Phát luôn, nên mình có thể yên tâm sử dụng, không có lo vấn đề gì cả. Motor này thì chắc chắn dây đồng rồi, nếu mà lắp motor dây nhôm, các bác mà ai có dây nhôm motor to ấy, cứ lắp thử vào mà xem, bật điện lên cái thả cái vào là cháy luôn nhé. Thì năng suất của hai chiếc cối này ở đây trên thông số ghi khá là rõ là chừng 350 đến 450 kg một giờ. Đó, trọng lượng 30 cân nghịch cối. Chúng ta có thể mua lẻ hay là mua cả bộ, bên em đều có bán nhé. Thì trên đây em đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về hai mẫu cối đùn 52, miệng tròn và miệng vuông. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như liên hệ đặt hàng, quý vị vui lòng liên hệ theo số hotline được ghi dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Đấy, chúng ta cần biết giá chúng ta cứ liên hệ trực tiếp đến số điện thoại công ty nhé. Cảm ơn các bác xem hết video bên em.